Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay là ngày 15 tháng 9 năm 2019 và bây giờ cũng là 11 giờ tối các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay là Chủ nhật và mai là bắt đầu là một đầu tuần mới. Thì mình chúc tất cả các bạn đang đăng ký kênh YouTube của mình và đang xem video của mình ấy. Thì một tuần mới thì công việc thì luôn luôn thuận lợi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm cũ mình giới thiệu và thanh lý cho các bạn. Sản phẩm đầu tiên mình giới thiệu các bạn là chiếc Samsung A8 2018. Hôm nay nhà mình về tiếp tục 3 chiếc Samsung A8 2018 các bạn nhé. Máy màu gold rất đẹp các bạn nhé. Này, một máy màu gold mà con này là màu xám nhé. Và sản phẩm Samsung A8 này 2018 thì mình sẽ lướt qua cái phần test và phần nghe nhạc cho các bạn nhé. Các bạn nghe thấy hay được chất được. Wow, rất là hay các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 này nhé thì các bạn nhanh tay hàng cho mình là sớm nhất nhé. Cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ là 32GB các bạn nhé. Máy rất là đẹp các bạn nhé. Và sản phẩm Samsung Z A8 2018 này bên mình sẽ thanh lý với giá ưu đãi nhất. Thì các bạn muốn biết giá chi tiết các bạn thể liên hệ cho mình là một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên mình nhé. Số điện thoại bên mình có hai số, một là 0966221789 đấy nhỉ, và số thứ hai là 0833221789 đấy nhỉ. Các bạn gọi không, sorry các bạn là 0833221789 thì các bạn gọi số 1 không được thì các bạn thể liên hệ số 2 giúp mình nhé. Thì ở đây thì mình để ý rất hay là có cái xanh xanh này. Cứ gõ vào đây là có xanh xanh. Hôm nay mình để ý thấy. Đấy, cũng rất là hay. Bên mình thì sẽ ưu tiên các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên mình nhé. Và hình thức mua hàng bên mình thì có hai hình thức. Một là các bạn nào đã tin tưởng bên mình rồi thì các bạn thể chọn hình thức là chuyển khoản trước. Và hình thức thứ hai là các bạn nào chưa tin tưởng bên mình ấy, thì các bạn chọn hình thức là kiểm tra hàng, nhận hàng và thanh toán nhé. Nhưng mà hình thức nhận hàng, hình thức là trả sau ấy, thì các bạn có thể chọn, bạn phải cọc phí ship cho mình nhé, 50k và 100k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Và bây giờ thì mình sẽ qua sản phẩm khác nhé. Và bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 các bạn nên hàng mình sớm nhất nhé. Bên mình sẽ thanh lý cho các bạn những giá ưu đãi nhất nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Samsung Z7 Pro. Z7 Pro thì nhà mình nay về được rất là nhiều nhé. Hai gold, hai đen và hai gold này. Hai gold này và hai gold, hai xanh và hai đen. Và sản phẩm Samsung Z7 Pro thì cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB. Pin của Samsung Z7 Pro thì rất là trâu bò các bạn nhé. Rất trâu bò, nói chung là sản phẩm Samsung Z7 Pro khá thành công của Samsung nhé. Đây, nhà mình có màu xanh, màu đen và màu gold nhé các bạn, tùy theo lựa chọn nhé. Bên mình đang thanh lý với giá là hơn 2 triệu đồng. Để biết giá chi tiết và thấu đáo nhất thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua mình qua số điện thoại. Và ở clip này thì bên mình thì có ship 3 miền nên các bạn ở xa thì yên tâm. Và bên mình thì hàng sản phẩm bên mình thì có lỗi được một tuần và bảo hành 6 tháng. Các bạn không ưng thì các bạn có thể đổi sản phẩm khác với mình rất là thoải mái nhé. Và tất cả địa chỉ thông tin cửa hàng bên mình thì mình sẽ comment luôn cái phần ở mô tả video. Bạn nào gần cửa hàng nhà mình thì các bạn có thể liên hệ qua trực tiếp cửa hàng nhà mình nhé. Mình sẽ trao lưu giao đổi trực tiếp qua số điện thoại qua cửa hàng nhà mình luôn cũng được, ok nhé các bạn nhé, các bạn yên tâm phải lo. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày này giới thiệu các bạn là chiếc Samsung A5 2015 này nhé. Và sản phẩm Samsung A5 2015 này thì nhà mình có hai con nhé, một chiếc màu hồng và một chiếc màu xanh nhé. Hình thức là máy rất là đẹp nhé, 98% các bạn nhé. Và sản phẩm Samsung A5 2017 này nhé thì bên mình thì đang thanh lý với giá là hơn 2 triệu đồng, màu xanh ngọc cũng dành cho các bạn nam tính hoặc các bạn gái dùng rất tuyệt vời nhé. Hoặc là màu hồng này, ví dụ nhà các bạn mà có bà xã hay là người yêu, các bạn tặng người yêu máy bản màu hồng thì rất là tuyệt vời các bạn nhé, cũng rất là ok nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A5 2017 này các bạn nên tay hàng mình sớm nhất nhé. Máy màu hồng dành cho các bạn gái rất là tuyệt vời, hoặc bà xã người yêu rất là tuyệt vời nhé. Thì hôm nay thì mình cũng về được mẫu sản phẩm cũ ấy, thì mình sẽ thanh lý với giá ưu đãi nhất cho các bạn. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Samsung Z6 2018. Thì hôm nay về tiếp tục con này nhé, Z6 2018. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.300.000. Máy màu mận chín nhé, rất đẹp nhé. Hình thức còn đẹp 96-97% các bạn nhé.
Bạn nào thích sản phẩm Samsung J6 2018 này, bạn nên là hàng mình sớm nhất nhé. Cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB nhé. Pin của này thì rất là trâu bò các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Sony Xperia này. Sony Xperia thì nhà mình có hai hồng này, một bạc này, hai hồng một bạc và một là gold nhá. Và sản phẩm Sony Xperia thì cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB. Hình thức máy rất là đẹp các bạn nhé. Này con này thì có cả vân tay nằm ở cạnh máy luôn các bạn nhé. Này, thì mình cũng đang dùng sản phẩm Sony Xperia này, dùng rất là ok, rất là tuyệt vời các bạn nhé. Này, bạn nào thích sản phẩm Sony Xperia thì bạn nghe hàng mình sớm nhất nhé. Bên mình con này mình thanh lý với giá là ưu đãi nhất cho các bạn, chỉ về hơn 1 triệu đồng, giá rất là ok luôn, nên các bạn yên tâm về giá luôn. Các bạn muốn biết trực tiếp thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình, hoặc là các bạn có thể gửi nhắn tin qua Zalo nhé. Đây, máy mobile màu be, màu bạc rất đẹp nhé, màu hồng dành cho các bạn gái hoặc rất là tuyệt vời nhé. Đấy, nói chung là mức giá vì rẻ mà cấu hình thì cũng rất là ok, RAM 3 bộ nhớ 32 thì các bạn thao lưu đây, các bạn gái rất là tuyệt nhé. Và cả màu gold này, nam tính dùng rất là ok các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Sony Xperia thì các bạn nên cửa hàng mình sớm nhất nhé. Sony bên mình thì máy tất cả là máy đều nguyên zin nhé, nguyên bản các bạn, mình nhập nguyên chiếc về nhé. Thì vì hàng này nó không có hàng đồ cũ đâu, chỉ có hàng nhập về bản cho các bạn thôi. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay thì các bạn giới thiệu các bạn là chiếc Samsung J8 2018 này. Bạn nào thích sản phẩm Samsung J8 2018 này thì các bạn nên thấy hàng thì mình sớm nhất nhé. Máy màu đen bóng rất đẹp các bạn nhé. Con này đẹp 98% các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung J8 2018 này, các bạn nên thấy hàng mình sớm nhất nhé. Máy màu đen rất đẹp các bạn nhé. Vân tay này nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Samsung A6 2018 này các bạn nhé. Đây, hôm nay mình vừa về con này xong. A6 2018 này. Đây, con này là bản 2 SIM nhé, bản công ty 2 SIM các bạn nhé. A6 2018 đấy nhé. Con này là hình thức máy đẹp 98%. Đấy, bên mình thanh lý với giá rất là kỳ ưu đãi nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A6 2018 này nhé, các bạn nên hàng mình sớm nhất nhé. Đây, máy màu đen bóng rất đẹp các bạn nhé. Đây, cầm rất là nam tính nhé. Con này cấu hình cũng là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB các bạn nhé, rất là tuyệt vời nhé. Và sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu các bạn là chiếc Samsung J4+. Con này là J4+ này. Đây, con này Samsung J4+. Thì con này mình vừa thâu lại của khách ngày hôm nay. Máy đẹp keng các bạn nhé. Đây, con này J4+ này. Hình thức là máy màu gold, đẹp keng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung J4+ này nhé thì các bạn nên thấy hàng mình là sớm nhất nhé. Máy màu gold bóng nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.100.000. Con này được trang bị là màn hình coi như là 6 inch này, rất là to nhé, dành cho bạn dùng rất là sướng nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung J6 Plus thì các bạn nên hàng mình là sớm nhất nhé. Máy màu gold đẹp keng các bạn ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày này giới thiệu các bạn là chiếc con này là chiếc Oppo A1K. Hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách ngày hôm nay xong. Oppo A1K các bạn nhé. Cấu hình con này là RAM 3GB. Cấu hình con này RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB các bạn nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.200.000 các bạn nhé. Các bạn sẽ được tặng cho các bạn một kiểu ốp này, ốp dẻo này. Đó. Ốp giả da dẻo này nhé. Đấy, hình thức dính rất rất là đẹp các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A1K này nhé, các bạn nên hàng là sớm nhất nhé. Đấy, con này thì đã dàn cường lực đó, màn hình rất là to nhé. Sản phẩm Oppo thì pin rất là trâu các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A1K thì các bạn nhận hàng mình sớm nhất nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày này giới thiệu các bạn là chiếc Oppo A7. Con này chiếc Oppo A7 này. Này, này. Con này là A7 này. A7, Oppo A7 này. Con này thì cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ 64GB các bạn nhé. Hình thức con này là đẹp 85% nhé.
Để hình thức là đằng sau khách dùng là kiểu người ta không dùng ốp ấy, đem một lưng là hơi bị chảy, cảm giác là đi cũ đi nhé. Các cái này bẩn thì mình chưa lau được các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A7 này nhé, các bạn nhé, cái hàng mình được sớm nhất nhé. Thì con này thì bên mình đang thành lý cho các bạn là với giá là 2.500.000 các bạn nhé. Nói chung là với những hình thức còn độ 85% này thì mình sẽ công khai giá cho các bạn luôn là 2.500.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A7 này các bạn nhé, hàng mình sớm nhất nhé. Cấu hình của này RAM 4GB, bộ nhớ 64GB các bạn nhé. Máy màu xanh xanh nhé các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc con Ilufi này. Ilufi này, giao diện như ở Samsung luôn các bạn nhé. Giao diện rất đẹp như của Samsung các bạn nhé. Còn Ilufi này thì bên mình đang thanh lý với giá là 600.000 các bạn nhé. Này, giới thiệu con này là kiểu máy CT X2 này, phiên bản Ilufi CT X2. Thì con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 600.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Ilufi X2 thì các bạn nên hàng mình sớm nhất đấy. Ở nhà các bạn mà có con nhỏ ấy, thì các bạn có thể là mua cho con nhỏ, hoặc là đi học, hoặc là xem YouTube, hoặc các bạn về một máy dùng là con máy phụ nghe gọi cũng khá là ok nhá. Hình thức còn rất là đẹp nhá. Thì con này sẽ mình tặng một cái ốp này để các bạn tránh trường hợp là rơi với cường lực thì cũng đã có dán hết đấy các bạn nhé. Con này thì cũng đã dán hết cường lực nhé. Bạn nào thích sản phẩm Ilufi con này thì bên mình đã thanh lý với giá là 600.000 các bạn nhá. Thì các bạn nên tay hàng thì mình là sớm nhất nhá. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 5 thường thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách ngày hôm nay xong. Này, iPhone 5 thường. Thì con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.000.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 5 này nhé thì các bạn nên thay hàng mình là sớm nhất nhé. Một là các bạn liên hệ cho mình là qua Zalo. Hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên mình nhé. Đây ạ. Này, bên mình đang thanh lý với giá là bao nhiêu nhỉ? 1.000.000 các bạn nhé. Đây thì và đây là cũng là sản phẩm điện thoại cũ bên cuối cùng bên mình nhé. Và bây giờ thì vào buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm cũ mình giới thiệu và thanh lý các bạn. Thì các bạn xem video của mình thấy hay thì các bạn nhớ hoan hỉ chia sẻ video mọi người thân, biết đâu mọi người thân là thích điện thoại phẩm điện thoại cũ ấy. Bên mình thì các bạn có thể là mua ủng hộ mình. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và chúc tất cả các bạn đang xem video của mình ấy có một buổi tối ngủ ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc nhé. Xin chào tất cả các bạn nhé.